Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay Của Mẹ Quê. Hôm nay em vào bếp làm món sườn non chay cuộn cải bẹ xanh nha. Món này quý cô bác ăn cơm cũng được, mà cuốn bánh tráng cũng rất ngon. Cách làm thì siêu đơn giản luôn. Cải bẹ xanh hay còn gọi là cải đắng, khi ăn thì có vị đắng nhẹ, mùi thì cay nồng, cuộn với sườn non chay kìa, ăn thì rất là thích hợp. Nếu quý cô bác thích món chay mới này thì xin mời vào bếp cùng làm với em nha. Phần nguyên liệu thì em đã ghi trên màn hình cho quý cô bác tiện theo dõi rồi ạ. Nguyên liệu cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần có cải bẹ xanh nè. Phần cải bẹ xanh thì em chỉ dùng phần lá và sườn non chay. Sườn non chay thì em đã ngâm nước cho nó nở mềm rồi. Em chọn cải bẹ xanh có lá to để chút xíu nữa em gói cho nó dễ. Gia vị thì gồm có đường, hạt nêm chay, bột ngũ vị hương, nước mắm chay, dầu ăn và tương ớt. Chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Bây giờ em làm nha. Sườn non chay em ngâm nước cho nở mềm, sau đó rửa lại với vài lần nước lọc. Rồi cắt nhỏ như thế này, em sẽ cắt theo chiều dọc. Miếng sườn non chay cắt lớn nhỏ tùy theo sở thích của quý cô bác nha. Cô bác thích cứ cuộn cải to thì cứ cắt miếng sườn non chay cho to. Còn thích cuộn cải nhỏ nhỏ thì cắt miếng sườn non chay nhỏ thôi ạ. Sau khi cắt xong thì em cho vào chảo dầu, chiên cho nó vàng giòn. Em chiên đến khi nào mà miếng sườn non chay nó giòn rụm luôn á, rồi em vớt ra. Tiếp theo em làm sốt để khìa sườn non chay. Một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê nước mắm chay, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, 1/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, thêm một chút nước lọc, 2 muỗng cà phê tương ớt. Phần gia vị này em sẽ khìa 3 miếng sườn non chay, khuấy đều cho phần sốt tan gia vị. Rồi em cho sườn non chay đã chiên vào, đảo đều đến khi nào mà sườn non chay hút hết cái phần nước sốt là được. Khi phần nước đã rút khô rồi thì em vặn nhỏ lửa lại, đảo đều tay cho miếng sườn non chay nó khô lại một chút nữa sẽ ngon. Tiếp theo là cải, em cắt nhỏ cho vừa miếng sườn non chay, rồi quắn lại như thế này là xong rồi. Món này rất nhanh gọn đơn giản phải không quý cô bác? Miếng sườn non chay thì nó dai dai, thơm mùi gia vị và mặn mặn ngọt ngọt, kèm thêm cái vị cay nồng từ lá cải. Ăn rất ngon mà không hề bị ngán hay là ngấy dầu. Em nghĩ món này mà làm để đãi đám tiệc, ăn cùng với bánh hỏi chắc ngon lắm. Em đã hoàn thành xong món sườn non chay quắn cải bẹ xanh. Rất nhanh gọn và đơn giản phải không quý cô bác? Mong là quý cô bác sẽ thích món chay mới này. Cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian để xem video của em nãy giờ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video món chay lần sau. Chúc quý cô bác luôn vui khỏe và luôn có những bữa chay thật ngon miệng nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.